ABC Việt Nam bình luận về lá thư kêu gọi tự thú và đầu thú của công an thành phố Hà Nội được đọc trên loa phát thanh xã Đồng Tâm hôm 11 tháng 10. Ông Lê Đình Công, một người dân Đồng Tâm nói với BBC qua điện thoại, đó là đầu thú là phải phạm tội, phải có lệnh truy nã mới kêu gọi ra đầu thú. Đây là người dân vẫn ở nhà và làm ăn bình thường, có gì đâu mà ra đầu thú. Về mọi sự việc đã xảy ra, nếu công an không về đánh người, bắt người thì sẽ không có chuyện bắt giữ 38 công an đấy. Những người đánh dân thì họ hoàn toàn không đã động đến. Được biết, Lê Đình Công là người không có nhiều học hành, không ra làm quan xã như người cha là cụ Lê Đình Kình và nhiều người em trong dòng họ Lê Đình khác tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lê Đình Công không thể hiện vai trò của mình ngay từ đầu trong những ngày mà xin được tạm gọi là bế tắc ở Đồng Tâm trong tháng 4 mới đây. Nhưng thời gian gần đây, nhất là sau thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội chính thức khởi tố vụ án và tiến hành điều tra, thì Lê Đình Công chính thức xuất hiện. Ông Công không chỉ xuất hiện trong những clip có tính tuyên chiến với cha mình, ông Kình. Ông ta còn xuất hiện với những lời thách đố công khai với chính quyền, thậm chí có dạo khi thấy người dân Đồng Tâm đến phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, thì ông ta còn tới từng nhà để dọa nạt, hăm dọa, tuyên bố sẽ xử lý nếu thấy ai đó đến cơ quan điều tra làm cái điều mà theo ông ta là bán đứng dân làng. Và có lẽ như càng dấn sâu vào sự việc, ông ta càng khoái chí và càng quyết liệt. Đấy cũng là lý do những vụ việc từ to đến nhỏ, từ lớn đến bé, Công đều được BBC phỏng vấn và có trả lời. Nội dung phỏng vấn trên đây cho thấy phần nào điều đó. Nhưng xem ra với một kẻ dốt nát ti tiện như Lê Đình Công thì ông càng nói thì hình ảnh uy tín của ông càng xấu đi trông thấy. Xin được chỉ ra một số điều để làm rõ điều này như sau. Đầu thú phải là người phạm tội, phải có lệnh truy nã mới kêu gọi ra đầu thú. Đây là người dân vẫn ở nhà làm ăn bình thường, có gì đâu mà ra đầu thú. Chúng ta xem đây là một phát ngôn kinh điển và điển hình cho sự dốt nát của con người này. Cho đến nay, kể cả người dân Đồng Tâm, không ai không biết những sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 4 vừa qua là vi phạm pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, có giấy triệu tập đối với tất cả cá nhân liên quan. Thử hỏi, nếu dân Đồng Tâm không có tội, không phạm tội thì liệu cơ quan công an có phải tốn nhiều giấy mực và công sức đến thế không? Đó là chưa nói đến, đó là vấn đề tố tụng, nên nếu thực hiện sai thì chính họ sẽ phải đền tội xử lý. Việc ông Công cứ nặng nặc cho rằng dân Đồng Tâm không phạm tội thì xem ra đó là sự ngụy biện và trốn tránh trách nhiệm của ông ta và những người liên quan mà thôi. Phải chăng? Đây cũng là những lời hứa, lời khẳng định mà cha con ông Kình, ông Công và nhóm đồng thuận đã tiêm nhiễm rỉ vào tai người dân Đồng Tâm để họ không thực hiện lời kêu gọi của cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Còn phát biểu của ông Công khi cho rằng phải có lệnh truy nã mới kêu gọi ra đầu thú thì xin thưa, đó là đỉnh cao của sự ngu dốt và thiếu hiểu biết. Thậm chí nên coi đó là sự ngộ nhận, bởi theo quy định đầu thú là có người đã biết đến hành vi phạm tội của người phạm tội. Nếu không thể trốn tránh được, nên người phạm tội đến cơ quan có thẩm quyền trình diện. Nó không yêu cầu mà là có lệnh, phải có lệnh truy nã mới kêu gọi đầu thú. Hay nói cách khác, hai chế định này không liên quan quá nhiều với nhau. Qua phát biểu trên của ông Kình và ông Công, có thể thấy trên một thực tế, dân Đồng Tâm đang bị bủa vây bởi những suy nghĩ, ý nghĩ, ý chí của cha con ông Lê Đình Công và Lê Đình Kình. Chừng nào Lê Đình Công bị xử lý hoặc không còn hiện diện tại Đồng Tâm thì mai ra khi đó dân Đồng Tâm mới thực sự là chính mình, dám nhận lỗi và trách nhiệm khi chính mình mắc phải.